cái này là nó là một cái nhà máy sản xuất oxy mini di động và đã được chuẩn bị trước đây 4 tháng và đến giờ này đã về tới Việt Nam và về tới xưởng. Anh em đã làm đầy đủ tất cả các cái công tác chuẩn bị để từ cái việc mà để cho nó làm sao cho nó mát, và mỗi ngày nó sản xuất ra được 1.600 cái bình cho bơm vào cho 1.600 bình oxy cái dạng mà cỡ 5 lít. Thì nếu mà bơm cho bệnh viện dã chiến thì 40 lít, còn bơm để phục vụ nhân dân thì 5 lít. À, nó có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu nếu có nguồn điện cỡ 150 HP. Và cái này đã được chuẩn bị 4 tháng nay và đến giờ này á, các bạn có thấy là ở đây á, chúng ta đã về được là 7 trạm rồi, 7 cái nhà máy rồi, không có đặt như trước đây. Và đây là một cái sáng kiến tôi đã thiết kế ra để phục vụ, có thể phục vụ cho khắp mọi miền đất nước. Khi nơi đâu cần thì có thể chúng ta chở, đằng sau thì xe chở bình, đằng trước là xe chở nhà máy sản xuất oxy, và cũng được sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát giao động cơ động của tỉnh Bình Dương cùng với chỗ chủ vi và đã kết nối để là chúng ta phục vụ lên cái điểm nóng đó là huyện Tân Nguyên, ở thị xã Tân Nguyên của tỉnh Bình Dương. Và trong chừng khoảng mười mấy phút nữa đến nửa tiếng nữa thì trạm này sẽ có mặt ở tại Tân Nguyên, và bắt đầu từ ngày mai cho đi thì có thể bơm oxy để phục vụ cho các bệnh viện dã chiến và kể cả phục vụ cho nhân dân của F0 ở tại nhà. Cái việc còn lại là nhờ chính quyền địa phương, đặc biệt là phải nói là lực lượng cảnh sát cơ động của công an Bình Dương, là coi như là nửa tháng nay là rất là cực khổ, chia sẻ cùng những nhân dân ở địa phương đã cùng với chúng tôi để làm những cái việc mà chia sẻ cho đồng bào mình, cho nhân dân mình, là cái lúc cần cái hơi thở thì chia sẻ nhau cái hơi thở để cầu mong làm sao vượt qua cái trận này. Nói chung là từ thiện thì nhiều người làm từ thiện lắm, nhiều tổ chức từ thiện, nhưng mà để tập trung cho nó yên tâm thì chúng tôi là sẽ tập trung vào ba cái đơn vị chủ lực, đó là tỉnh đoàn, rồi lực lượng công an và quân đội. Rồi các tổ chức từ thiện nào ở địa phương đó nếu có làm thì kết hợp cùng với ba lực lượng đó để khi đã tránh những cái tình trạng đáng tiếc xảy ra trong cái quá trình phục vụ cho nhân dân và bóp méo những cái sự thật đáng tiếc. Đây là cái mà chúng ta mong muốn làm sao là mọi thứ cho nó thật tốt đẹp để phục vụ đến cho nhân dân. Thì là chúng tôi sẽ là kết hợp với ba đơn vị đó, ba đơn vị là công an, quân đội và tỉnh đoàn hay là thành đoàn, và các tổ chức từ thiện ở địa phương thì sẽ kết hợp thì lực lượng đoàn là họ có các chi đoàn, và thứ hai nữa là lực lượng trẻ nên họ song sáo và gắn liền với lực lượng công an với quân đội để phục vụ cho nhân dân, là cái đó là điều tốt nhất. Còn các cái tổ chức từ thiện khác mà có liên quan đến trạm oxy này và bệnh viện oxy thì có thể kết hợp với các địa phương, các đơn vị đó. Chúng tôi sẽ tập trung vào các đầu mối. Còn các cái nhu cầu của các bệnh viện thì sao? Và các bệnh viện thì chúng tôi làm trực tiếp có, và cũng có những bệnh viện như ở Bình Dương thì hiện nay là chỗ chú Vi, tổ chức của chú Vi với lại cảnh sát cơ động cũng phục vụ cho các bệnh viện dã chiến. Riêng bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh giống như sáng nay bệnh viện dã chiến của bệnh viện Thống Nhất thì chúng tôi cũng đã cấp đưa bình oxy rồi, và là tỉnh Long An thì đã chi viện 500 bình, và Đồng Nai cũng 500 bình. Chúng tôi cân đối lại Bình Dương, chúng tôi tăng cường tỉnh đoàn để chuẩn bị ngày mai là tỉnh đoàn là 6.000 bình oxy. Còn riêng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chúng tôi sẽ chia sẻ khoảng là 3 đến 4 trạm, không loại trừ Đồng Nai 1 trạm và Long An 1 trạm, và chúng tôi phủ kín Bình Dương để làm sao là 6.000 bình của tỉnh đoàn của Bình Dương sẽ phục vụ tốt cho cái công tác chăm không lực lượng của công an thì với là các bệnh viện gia chiến để làm sao là phối hợp nhịp nhàng để cùng qua để vượt qua dịch. Khi Đại Nam mà do anh Dũng là nóng đó, thấy tội lớn cái quân dân của Bình Dương phải nói tới trên các lĩnh vực. Hôm nay thì chúng tôi phải nói là anh có một cái sáng kiến đã từ lâu là phổ biến cộng đồng. Hôm nay thì thành lập các cái trạm là các cái địa phương mình phải chỉ động là tốt để tiếp thân, tiếp thân là cứu là các cái bệnh nhân, không mà tình hình cái dịch bệnh của mình như hiện nay thì khá là
cái nguồn oxy đến tận người bệnh, người bệnh để mà kịp thời chữa bệnh cho người dân, để mà sớm cái cuộc sống của người dân sẽ đang được ổn định, đi vào sản xuất và tăng sinh hoạt bình thường nhất, để góp phần để đưa cái đất nước chung đi vào cái ổn định sản xuất. Anh Phi đại diện cho quỹ thiện nguyện giữa Hoàng Gia, đơn vị mà được chú Dũng tin tưởng để mà kết nối với các bệnh viện giả chiến, các nơi khu cách ly để đem oxy đến cho mọi người cách nhanh nhất, tốt nhất. Thì tới hiện giờ thì cũng được sự tin tưởng của chú Dũng, thì tới giờ thì đơn vị chúng tôi cũng đã kết nối và đem được khoảng hơn 1.000 bình rồi, cho đến gần như tất cả các huyện thị. Sáng mai thì cái huyện còn lại là Hòa Vang với Dầu Tiến cũng sẽ được nhận thêm cơ số gần 300 bình nữa. Như vậy thì những cái lượng bình lớn như vậy và những cái nhà máy oxy hôm nay thì đem đến cái sự an toàn và cái lượng oxy cho bệnh nhân trong thời gian sắp tới, sự rất là mừng. Trong quá trình mà thực hiện làm cái chương trình oxy đầy ý nghĩa này thì tôi nhận thấy rằng cái thực tiễn là cái oxy tay bình thì chúng ta rất là đi bơm lại rất là khó, nghĩa là quá trình mà hết oxy rất là nhanh, bệnh nhân thở là có thể trong vòng vài tiếng là chúng ta lại phải đi đổi bình. Như vậy thì những nhà máy oxy này đưa vào những cái vùng mà đỏ như là Tân Nguyên, Thuận An thì nó sẽ giúp cho cái việc sản xuất oxy nó nhanh hơn, và nó đem đến cái oxy nhanh hơn đến với những bệnh nhân nằm trong các khu bệnh viện.